Và đây là trận đấu mà đội chủ sân Lạch Tray sẽ đón tiếp đội bóng Nam Định. Đội khách Nam Định trong trận đấu này, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ sử dụng đội hình gồm có trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hải Phòng và Nam Định đã được bắt đầu. Trong thành phần thi đấu của Hải Phòng ở trận đấu này có rất nhiều những gương mặt mới. Đánh đầu và bàn thắng đã được ghi cho đội chủ nhà Hải Phòng, đó là pha ghi bàn của Triệu Việt Hưng. Cú đá phạt vừa tầm và Việt Hưng đã xử lý có thể nói là khéo léo. Cả hai bàn thắng của Hải Phòng cho đến lúc này ở mùa giải mới đều có dấu giày của Việt Hưng. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng trong mùa giải đầu tiên làm việc với đội bóng đất cảng đang tỏ ra rất mát tay. Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang, những cầu thủ được tăng cường cho Hải Phòng từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có một sự đóng góp có thể nói là rất chất lượng để đem đến một hình ảnh mới cho đội bóng đất cảng. Các hậu vệ của Nam Định đã theo người không đủ sát, nhưng cũng cần phải thấy rằng pha phối hợp của Triệu Việt Hưng với Hải Huy hai trung vệ trên sân lúc này của Hải Phòng là Tiến Dụng và Empande. Họ là những người đã phối hợp và tạo ra được sự vững vàng. Cú sút. Pha dứt điểm của Maxio. Phút thứ 20 của trận đấu giữa Hải Phòng và Nam Định trong khuôn khổ vòng đấu thứ hai của đâu. Tình huống lên tham gia tấn công của Empande. Sau đó là tình huống có lỗi của Rimario. Châu Ngọc Quang, Rimario. Pha xử lý không tốt của Rimario đã đánh mất cơ hội để nới rộng khoảng cách cho đội chủ nhà Hải Phòng. Trước đó thì Châu Ngọc Quang đã có một pha thoát đi chất lượng. Đây là pha bóng mà trung vệ Alisson Pereira của đội khách đã băng ra và có thể giải quyết được tình huống. Pha xử lý là của Martillo. Rimario. Tuyến hai, dứt điểm. Cú đá không tốt. Pha sút bóng là của Phạm Trung Hiếu. Không thể đổ lỗi cho mặt sân được. Mặt cỏ Lạch Tray vào lúc này là một trong những khoảng cách giữa vòng đấu gần nhất, tức là vòng 12 của V-League 2021 với vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới 2022. Chúng ta có thể thấy được cảm giác chơi bóng của cao thủ tại V-League có một sự khó khăn như thế nào để bắt kịp một cách trôi chảy nhất, hiệu quả nhất. Đã có những bàn thắng được ghi, nhưng những gì đáng ghi nhận nhất hầu hết đều là những tình huống cố định. Ví dụ như bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu trên sân Vinh của Quế Ngọc Hải. Bóng đá Việt Nam đã nghỉ giãn cách quá dài và sự trở lại này sẽ có những khó khăn nhất định. Và sau chỉ có 4 vòng đấu của mùa giải mới thì giải đấu sẽ lại phải tạm dừng để nhường chỗ cho các hoạt động của các đội tuyển quốc gia. Rồi sau đó quay trở lại vào tháng 7. Dứt điểm, khá nguy hiểm, bóng đã rơi sang ngang. Cơ hội tốt nhất mà đội khách có được kể từ đầu trận và đó là pha kết thúc của Nguyễn Đình Sơn.
Pha bóng vừa rồi đủ để có thể thấy được lý do mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tỏ ra cẩn trọng với cách tiếp cận trận đấu, cho dù đội bóng của ông đã có bàn thắng mở tỷ số từ tương đối sớm. Một tình huống phạm lỗi của Alisson. Trước đó thì Alisson đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Tình huống mà Alisson đã buộc phải phạm lỗi với Romario. Nếu không thì sẽ có một tình huống rất nguy hiểm đối với khung thành của câu lạc bộ Nam Định. Tốc độ của Romario và khả năng xử lý của cầu thủ người Jamaica là có thừa. Đường chuyền của Martillo, đây là Châu Ngọc Quang. Rất hay, cơ hội dứt điểm. Không vào, vào rồi. 2-0, 2-0 dành cho câu lạc bộ Hải Phòng. Nếu cú dứt điểm đầu tiên trúng vào cột dọc thì cú dứt điểm thứ hai đã mang về bàn thắng thứ hai dành cho câu lạc bộ Hải Phòng. Niềm vui đã vỡ hòa trên sân vận động Lạch Tray. Cầu thủ số 97 Triệu Việt Hưng ghi bàn cho câu lạc bộ bóng đá. Như vậy đây đã là bàn thắng thứ hai, cú đúp bàn thắng của Triệu Việt Hưng trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là bàn thắng của Triệu Việt Hưng đã không được công nhận. Sẽ có một quả phát bóng lên dành cho câu lạc bộ Nam Định mà thôi. Một pha phối hợp rất hay của câu lạc bộ Hải Phòng. Alisson vẫn đang nằm sân và anh đã phải nhờ tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Phút thứ 70 cuối đầu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và Nam Định. Lúc này đội chủ sân Lạch Tray vẫn đang dẫn trước với tỷ số là 1-0. Và đây là pha lên bóng của Nam Định. Marcio, vẫn là Marcio, dứt điểm, nguy hiểm, không vào. Quá đáng tiếc cho Marcio ở pha xử lý vừa rồi. Đẳng cấp của cầu thủ đã ghi 22 bàn tại giải vô địch quốc gia Campuchia năm 2021. Trong hiệp 1 thì anh đã có một màn. 2019 thì anh lại trở về. Vậy là sẽ có một quả penalty. Penalty dành cho câu lạc bộ Nam Định. Hãy cùng xem lại lần nữa tình huống này. Một pha phạm lỗi rất lộ liễu của Thái Bình đối với Mạnh Hùng. Ở mùa giải V-League 2022, Marcio không vào. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho Marcio. Bàn thắng quân bình tỷ số dành cho câu lạc bộ Nam Định. Đình Triều đã đón được hướng bóng nhưng cũng không thể cản phá. Niềm vui dành cho các cổ động viên Nam Định trong trận đấu ngày hôm nay. Đúng là những trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và Nam Định luôn có thừa những sự kịch tính và đặc biệt là những bàn thắng ở những phút cuối trận. V-League 2018 thì Diogo đã ghi bàn thắng ở phút 88 để giúp cho Nam Định cầm hòa câu lạc bộ Hải Phòng. Hãy cùng xem lại một lần nữa tình huống này. Marcio dứt điểm từ xa, nguy hiểm. Thêm một lần nữa thì bóng đã dội xa ngang khung thành của câu lạc bộ Hải Phòng. Đúng là khi đã có được bàn thắng thì cũng đã giúp cho cái chân của Marcio trở nên huyền ảo hơn rồi. Lần thứ 3 trong trận đấu ngày hôm nay bóng đã dội xa ngang khung thành của câu lạc bộ Hải Phòng. May mắn đã đứng về phía đội chủ sân, cần được sử dụng nhiều hơn. Romario, nguy hiểm, vào!
này thì đã có bàn thắng quyết định dành cho câu lạc bộ Hải Phòng. Ở phút bù giờ thứ 5, Empade và Romario đã cùng nhau phối hợp để tạo ra bàn thắng vàng giúp cho câu lạc bộ Hải Phòng gần như chắc chắn có được 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Empade từ vị trí trung vệ được đẩy lên đá tiền đạo và ngay lập tức anh đã tỏa sáng để mang về 3 điểm trọn vẹn cho thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Đây là một trận đấu mà câu lạc bộ Hải Phòng xứng đáng có được 3 điểm với những gì mà họ đã thể hiện. Chúng ta cùng xem lại cú phất bóng dài của Bùi Tiến Dũng dành cho Romario. Romario đã giành chiến thắng trong pha không chiến với thủ thành Hồ Văn Tú và tạo ra một khoảng trống mênh mông dành cho Empade. 2-1 dành cho đội chủ nhà.